Ở về Kumathong, người nuôi phải mua rất nhiều bánh trái để cúng và nó phù hộ cho chủ làm ăn phát tài. Theo con hiểu thì việc mình cúng như vậy coi như một pháp bố thí, nhưng chủ thì mong nó phù hộ làm ăn, vậy người chủ có nhận được phước của bố thí không? Hàng phi nhân có phù hộ gia chủ được không? Nó như thế này, xin hỏi quý vị ha. Quý vị đi ra chợ, quý vị mua một cái mua một cái quả táo. Quý vị đưa tiền cho cái người bán táo và quý vị nhận về cái quả táo, thì quý vị có thể nào biện luận rằng là tôi bố thí cho cái người bán táo tiền và người bán táo trả ơn tôi bằng cách là họ cho tôi quả táo? Có bao giờ muốn gì suy nghĩ như vậy hay không? Mình như chuyện nó không thể khác. Bản chất của nó là một cái cuộc giao dịch. Có nghĩa là tôi cho anh, tôi đầu tư anh cái này và anh phải hồi đáp lại tôi về cái khác. Bản chất của nó là một cuộc giao dịch. Cho nên chúng ta không thể nào nói là chúng ta đi ra chợ là chúng ta đi bố thí được hết trơn. Thì cũng như vậy thôi. Cái chuyện mà quý vị nuôi phi nhân á, rồi để cho nó phù hộ, thì bản chất của nó cũng là một cuộc giao dịch. Thành ra đừng có nói cái chuyện bố thí ở đây ha. Quý vị hỏi thì sư trả lời thôi, còn sư chưa có nói gì đến cái chuyện là nó đúng chánh pháp hay là không đúng chánh pháp.